Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 và ngày hội trẻ em học bơi, phòng chống đuối nước. Chương trình vui Tết thiếu nhi hưởng ứng tháng nhân đạo và chương trình dinh dưỡng cho em năm 2023. Tân Lạc lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 29 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 và ngày hội trẻ em học bơi, phòng chống đuối nước. Dự lễ phát động có đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc, cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tân Lạc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tăng cường tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông, tuyên truyền các chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em, chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, tuyên truyền về lợi ích tác dụng tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phòng chống tai nạn đuối nước ở mọi đối tượng trẻ em. Trong đó, cần đổi mới phương pháp tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền chiều rộng và chiều sâu, lồng ghép vào các nội dung sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, sinh hoạt, tổ tự quản và hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thanh niên, phối hợp với nhà trường, gia đình, giáo dục toàn diện học sinh, tư vấn phòng chống bạo hành trẻ em tại gia đình, ngoài xã hội, kiểm tra rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè và mùa mưa bão. Qua tháng hành động vì trẻ em với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, các ngành, các cấp chủ động tuyên truyền các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ về trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông. Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình và Công ty Bảo Việt Nhân Thọ tỉnh Hòa Bình đã trao tặng 20 suất quà và 7 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó. Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình phối với Câu lạc bộ thiện nguyện kết nối trái tim thành phố Hòa Bình, Công ty Cổ phần sữa Khun và Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Lạc tổ chức chương trình vui quốc tế thiếu nhi hưởng ứng tháng nhân đạo và chương trình dinh dưỡng cho em năm 2023 tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Ngùa Luông, huyện Tân Lạc. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình đã đến dự. Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình, Câu lạc bộ thiện nguyện kết nối trái tim thành phố Hòa Bình, đại diện Công ty Cổ phần sữa Khun và Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Lạc đã tặng 30 suất quà gồm học bổng, chăn ấm cho 30 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, các đơn vị đồng hành đã tặng sữa Khun, bánh kẹo, vở viết cho các em học sinh, nhà trường nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm động viên chia sẻ về những khó khăn vất vả của các em học sinh vùng cao, giúp các em vượt lên khó khăn, nỗ lực trong học tập, vươn lên trong cuộc sống. Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Ban Chỉ đạo 09 xã Quyết Chiến tổ chức hội nghị ra mắt mô hình xã đảm bảo bình yên. Xã Quyết Chiến huyện Tân Lạc có địa bàn tương đối rộng, giáp ranh với các xã Thành Sơn huyện Mai Châu, xã Vân Sơn, Ngổ Luông, Phong Phú, Phú Cường và Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự nhằm tạo sự đoàn kết, nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội, nhằm mang lại sự bình yên chung trong cộng đồng. Việc ra mắt mô hình xã đảm bảo bình yên sẽ tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tại hội nghị, các ban ngành, đoàn thể cấp xã và ban quản lý các khu dân cư của xã Quyết Chiến đã đăng ký thi đua làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình xã đảm bảo bình yên. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng sâu rộng, đạt hiệu quả,
tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên khích lệ tinh thần học tập, lao động sản xuất, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, tạo động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện phát động sâu rộng, toàn diện với nhiều hoạt động sôi nổi. Hàng năm, huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và phát động phong trào thi đua yêu nước trong năm mới. Năm 2023, nội dung các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai, thực hiện phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Hình thức phát động phong trào thi đua ngắn gọn và thiết thực. Công tác thi đua khen thưởng cần thực hiện nhiệm vụ quan trọng là động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để sớm đưa kinh tế của huyện đạt mức phát triển trung bình của tỉnh. Lấy kết quả công tác thi đua là tiêu chí để đánh giá cán bộ, lãnh đạo quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua với phương châm nói ít làm nhiều, làm hiệu quả chất lượng, chọn việc mà làm. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến với những mô hình hay, cách làm tốt, mang tính nhân văn và có hiệu ứng lan tỏa. Trên lĩnh vực kinh tế, từ phong trào thi đua yêu nước, nhân dân trong huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh mô hình phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm mang lại hiệu quả cao. Theo đó phải kể tới như các mô hình vùng sản xuất rau an toàn tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp như rau su su, củ cải, rau ôn đới tại các xã vùng cao của huyện với tổng diện tích trồng các loại rau này đạt hơn 200 hecta. Các mô hình đầu tư thâm canh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất bưởi đỏ và xuất khẩu sang thị trường EU. Điển hình cho các mô hình phát triển kinh tế tập thể liên kết sản xuất phải kể tới hợp tác xã nông nghiệp Tùng Dương, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc. Với chăn trở phát huy thế mạnh về nông nghiệp của xã, nhất là cây đặc sản bí tím giúp nhân dân hướng tới sản xuất theo chuỗi liên kết, tạo ra nông sản hàng hóa và đảm bảo ổn định thị trường tiêu thụ. Chúng tôi tiếp nhận tiếp 1.500 mô mía ép mùa F0 của mô mía tím để là duy trì bảo tồn cái giống mía tím nuôi cái mô mà đã từ năm 15-16 tới nay nó cũng dần dần gần thái hóa để làm sao duy trì được cái tổng diện tích của cái khu vực này đạt 500 đến 1.000 ha là toàn là mía nuôi cấy mô đủ cái tiêu chuẩn quy cách chất lượng để có thể xuất khẩu và chế biến thành những hàng cao cấp có thể tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, huyện đã chú trọng công tác thu hút đầu tư, có nhiều cơ chế chính sách cũng như đổi mới tư duy theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó đã thu hút được nhiều dự án vào đầu tư. Một số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Hiện toàn huyện có trên 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nông cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các xã thị trấn đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy nội lực và tinh thần đoàn kết trong nhân dân, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ để hoàn thiện các tiêu chí, đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện đã có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nông cao, 10 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 18 vườn được công nhận vườn kiểu mẫu. Quá trình thực hiện phong trào đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, thu hút được sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong huyện. Chúng tôi nhận thấy là cần phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được cái tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, thay đổi cái nhận thức, tránh cái tình trạng là trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, phải thực hiện tốt các cái văn bản, các cái hướng dẫn của cấp trên, phải làm tốt công tác xã hội hóa để xây dựng các cái tiêu chí nông thôn mà không nằm những cái nhóm mà được nhà nước hỗ trợ. Cái nữa là phải làm tốt cái quy tắc dân chủ, công khai minh bạch trong thực hiện, đồng thời là tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện và uốn nắn những cái lệch lạc, tạo được cái niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các cái mục tiêu đề ra. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội,
các phong trào thi đua được phát động thường xuyên. Nổi bật là các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới và lễ hội, tuyên truyền quảng bá các nét văn hóa của địa phương, các danh lam thắng cảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ sở vật chất phục vụ khám và điều trị ban đầu cho bệnh nhân tiếp tục được quan tâm đầu tư đạt hiệu quả, tạo sự hài lòng trong nhân dân. Đối với ngành giáo dục, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng đổi mới chất lượng giáo dục và đào tạo được phát triển toàn diện, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn của học sinh trong huyện được duy trì, củng cố và ngày càng được nâng lên. Khoảng cách chênh lệch chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn ngày càng được thu hẹp. Học sinh của Phú Cường là học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn. Các phụ huynh thì đi làm ăn xa, con cái ở nhà, nhiều gia đình là ở nhà với ông bà. Chính vì vậy mà chúng tôi hướng tới đó là làm thế nào để các em học sinh ra lớp được đầy đủ nhất. Để làm được điều đó thì chúng tôi đã phối hợp với các ngành đoàn thể để thành lập các cái nhóm tới gia đình các em học sinh có nguy cơ mà không ra lớp được, để các em đến trường được đầy đủ. Thì chúng tôi chú trọng tới cái việc bồi dưỡng để cho đội ngũ có cái chất lượng tốt nhất. Đối với các lớp, chúng tôi có phân học sinh theo trình độ nhận thức của các em. Thì thầy cô thiết kế những cái bài dạy để đảm bảo với cái mong muốn của học sinh. Các phong trào thi đua đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được huyện Tân Lạc đặc biệt quan tâm nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước. Những năm qua, lực lượng vũ trang huyện đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, xem đây là trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị thường xuyên quan trọng. Hàng năm triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình, cụ thể, thiết thực để chăm lo cho các thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, như công tác tiếp nhận quy tập hải cốt liệt sĩ về nghĩa trang huyện, phối hợp cùng các ngành và đơn vị trên địa bàn đồng loạt ra quân làm công tác dân vận, kết hợp thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tổ chức lao động giúp đỡ gia đình người có công. Chúng tôi phải có cái kế hoạch, có nghị quyết của Đảng ủy, sau đó là từ cái nghị quyết đó chúng tôi xây dựng cái kế hoạch, cái chương trình hành động hàng tháng, hàng quý, đặc biệt là chú trọng vào những cái ngày lễ, ngày Tết, ngày kỷ niệm. Đối với gia đình chúng tôi không có vật chất, không có tiền thì chúng tôi bằng cái ngày công lao động đến giúp đỡ gia đình, phối hợp với các đơn vị kho rồi các đoàn thể của huyện tổ chức khảo sát thêm, nắm bắt để xem các xã, các địa phương còn những gia đình còn khó khăn thì chúng tôi tiếp tục hỗ trợ và tiếp tục thế nào. Kết quả thi đua trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị ngày càng có chiều sâu. Các phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được sự chuyển biến tích cực về lề lối tác phong làm việc của cán bộ công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, đã nêu cao tính tiên phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đồng thời, tích cực hướng dẫn vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh, là tiền đề xây dựng quê hương càng phát triển. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 9.395,6 tỷ đồng. Tổng đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 2.548 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 35,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,63%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 28,3%. Trong năm có thêm 2 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, văn hóa, giáo dục, đào tạo, lao động việc làm đạt nhiều kết quả tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ máy chính quyền các cấp được củng cố và kiện toàn, bộ mặt đô thị và nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện trong những năm qua đã có sức lan tỏa lớn, tạo chuyển biến mạnh mẽ và động lực quan trọng, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy nhiệt huyết, sáng tạo, tinh thần yêu nước và truyền thống tốt đẹp của quê hương, anh hùng ngày càng giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.